Hello hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTG Gaming. Anh em có nhớ là mình đã làm một cái video về hồn cốt hồn kỹ và ngoại phụ hồn cốt của đường Tam rồi. Nhưng mà cái video đấy anh em góp ý bảo là làm quá là thưa thớt. Đúng thật anh em ạ, cái video đấy thì mình đã làm khá là lâu rồi, cho nên là cũng khá là sơ sài. Hôm nay thì mình sẽ tổng kết lại và làm lại cái video mới về hồn cốt và ngoại phụ hồn cốt của đường Tam nha anh em ơi. Trước khi đến với video ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và xin chúc anh em có một buổi tối thật tốt lành bên gia đình và người thân. Tất nhiên thì anh em xem video của mình cùng với gia đình và người thân thì càng vui vẻ hơn rồi. Anh em cũng đừng quên bỏ ra một vài giây để like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho NTG nhé. Rồi ok, không dài dòng nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với ngoại phụ hồn cốt Batchumou. Batchumou đã tiến hóa đến siêu thần khí. Sức mạnh của nó là cường hóa tất cả trạng thái lên 50%. Nó có thể thôn phệ 100% hồn lực của đối phương và sử dụng cho bản thân. Kèm theo đó chính là kịch độc thuộc tính cùng với lam ngân lĩnh vực kết hợp. Nó có thể thôn phệ kim tinh kỹ năng. Hậu kỳ của nó tiến hóa đến thần cấp và nguồn gốc chính là nhâm diệm Machu. Phẩm chất ban đầu là 2000 năm, hiện tiến hóa thành siêu thần khí. Tiếp theo chính là hải thần bát sực 8 cánh. Nó được tiến hóa từ Batchumou do hải thần truyền thừa. Batchumou co rút lại biến ngắn biến thô, rồi sau đó giãn ra thành 8 quạt cực lớn màu vàng cánh. 8 cái quạt cánh mỗi một cái đều có 2 mét dư dài, rộng thùng thình trên hai cánh chính là gợn sóng vân, chính là lồng vũ. Nó chuyển động khá là nhẹ nhàng, nhưng mà cũng mang theo đó chính là một chấn động khá là lớn. Sức mạnh của nó phát ra là sáng chói óng ánh màu vàng quang ảnh. Chiếc cánh cuối cùng thì cực kỳ sắc bén giống như là mũi kiếm bình thường. Về sau, hải thần bắt dược 8 cánh tiến hóa lên hải thần thành 2 cánh. Tiếp theo chính là đầu cốt, tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt. Tử cực thần quang, thấu điểm thức đơn thể để công kích, bởi vì lực công kích tập trung. Bởi vậy, chỗ sinh ra chỉ một lực phá hoại cũng cực kỳ khủng bố. Uy lực của nó mạnh yếu tùy theo tinh thần lực phát ra có quan hệ. Uy lực của nó khủng bố nhưng mà hồn lực tiêu hao lại không lớn. Tinh thần lực phát ra càng nhiều, lực công kích của nó cũng liền càng mạnh. Nguồn gốc của nó chính là phần thưởng của võ hồn điện. Phẩm chất ban đầu của nó là 6 vạn năm, dung hợp với hải thần chi tâm, sau trở thành 10 vạn năm. Cánh tay phải cốt, bắt đầu nguyên bản chính là cánh tay trái cốt, đến cuối cùng thì đường ra tam thiếu cải cách thành cánh tay phải cốt. Nhu cốt thỏ cánh tay phải cốt, sức mạnh tuấn di, phạm vi là 100m, hơn nữa không cần bất luận cái gì hòa hoãn thời gian, có thể liên tục sử dụng. Ngay tại hải thần đệ nhị khảo thí, ở trong hoàn hình hải thu nhỏ đến phạm vi là 5m. Mỗi khi đường tam sử dụng sẽ hao phí toàn bộ hồn lực. Kỹ năng thứ hai chính là vô địch kim thân, có thể miễn dịch bất luận cái gì thần cấp trở xuống công kích là 3 giây. Nhưng mà nhân thể sẽ theo trùng kích mà di động, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nguồn gốc chính là nhu cốt thỏ do tiểu vũ hiến tế, phẩm chất là 10 vạn năm. Sau bởi vì hồi sinh do tiểu vũ nên nó phải đánh đổi. Tiếp theo chính là thiên thanh nghiêu mãn cánh tay phải cốt, kỹ năng chính là thiên thanh chỉ độn thần cháo. Sức mạnh phòng ngự của nó chính là sát thương vật lý không có hiệu quả. Đem toàn bộ sức mạnh của giáp tăng lên 10 lần. Không có bất kỳ năng lượng chấn động nào sinh ra, kỹ năng của nó là vô thanh vô thức. Tuy nhiên thì sức mạnh của nó lại hạn chế, trạng thái tiếp tục thời gian là 10 giây. Nó cần đến 4 giây để tự lực thời gian giống như kiểu vận công anh em ạ. Tiếp theo chính là thiên thanh tịch diện lôi đình, đơn thể công kích hồn kỹ. Nó giống như là sức mạnh của hải thần tam sao kích phóng ra một kích vậy. Tuy nhiên thì sức mạnh của nó là gấp đôi, và đồng thời thì cũng khiến cho đường tam giảm được 30% hồn lực. Nguồn gốc của nó chính là xâm lâm chi vương thiên thanh nghiêu mãn hiến tế mà thành, phẩm chất của nó là 10 vạn năm. Tiếp theo chính là cánh tay trái cốt, thái thản cự viên cánh tay trái cốt, kỹ năng là thái thản thương khung phá. Lợi dụng trọng lực khống chế đối phương, lập tức đem không khí áp lực thành năng lượng. Thái thản cự viên chi lực toàn lực phát động công kích, uy lực cực mạnh. Nó được sánh ngang với hồn kỹ thứ 9 của phong hào đấu la. Trọng lực khống chế tại phạm vi nhất định, lập tức có thể làm cho trọng lực tăng lên hoặc là yếu đi. Nó có thể tăng lên hoặc yếu đi để dễ dàng đối phó hơn và cải biến kỹ năng. Kỹ năng này chính là từ thái thản cự viên nhị minh trọng lực khống chế lĩnh vực chuyển hóa mà đến. Tuy rằng không thể khống chế phạm vi cực lớn như là nhị minh, tuy nhiên thì trọng lực phát sinh ra thì còn cường hãn hơn cả nhị minh. Nguồn gốc của nó chính là xâm lâm chi vương thái thản cự viên hiến tế mà thành, phẩm chất là 10 vạn năm. Tiếp theo chính là đùi phải cốt, hay còn gọi là hữu thối cốt. Lam ngân hoàng đùi phải cốt, thân thể tự mình chữa trị. Cho dù là xương bị gãy cũng có thể tự động hồi sinh. Chân trái cốt, tà ma hổ kình chân trái cốt. Hổ kình tà ma phủ, toàn thân công lực tập trung tại chân trái.
Nó có hình mỏng như cánh ve, lưỡi thì sắc bén, đơn thể công kích. Kỹ năng thứ hai của nó chính là hổ kình toái ma chạm, quần công kỹ năng. Nguồn gốc của chân trái cốt chính là tà ma hổ kình vương, phẩm chất là 10 vạn năm. Cuối cùng chính là thân thể cốt, thâm hải ma kình thân thể cốt, kỹ năng thì không biết. Nguồn gốc của nó chính là thâm hải ma kình vương, phẩm chất là 100 vạn năm. Mình tìm tư liệu khắp nơi nhưng mà đếch thấy có chỗ nào ghi anh em ạ, chả biết kỹ năng là như thế nào luôn. Anh em nào mà biết sức mạnh của thâm hải ma kình vương thân thể cốt thì có thể comment ở dưới phần comment nhé. Cái này thì mình chịu rồi, không thể nào tìm ra thông tin được anh em ạ. Cuối cùng thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Và xin phép được hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Đừng quên bỏ ra một vài giây để like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho NTG nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.